coi như đây về. Wow, Vũ Trung ơi, trung rộng quá, hấp dẫn quá. Mẹ mày được không? Quang biết biết cắt không Quang? Ờ, vậy dữ vậy má. Cắt cho anh. Lưu Tùng Quang. Vậy được. À, anh tưởng là anh cắt anh. Anh cắt bị như miếng chả lụa vậy đó. Ừ. Vậy hả? Giống miếng chả lụa luôn. Ngủ giấc không cậu? Thắt cái nắp ha. Dạ, đây không gian này của casino nhìn rất là đẹp. Đây nhìn mới đẹp nè. Mùa này thì ở Seattle lá đổi màu rất là đẹp. Đẹp ha mọi ha. Coi như là đứng trên đây mình vừa thấy núi, mình vừa thấy thung lũng. Cái xung quanh ở dưới là cái đường. Ở xa xa là thung lũng, đằng kia là núi. Wow, y chang như Đà Lạt. Sân khấu của ở casino dàn máy của loạt cho những đề thôi, một cái iPad chỉ là một cái laptop và một cái mixer. Bên phải là một anh Mỹ thì chỉnh lighting đèn. Bên trái đây một anh chỉnh âm thanh. Wow, ở ngoài đây nhìn đẹp quá. Trời ơi, hàng gì thế? Tôi thấy hai đôi giày đẹp quá. Ganh tị. Rồi, đây. Rồi, bốn con ra. Rồi, bốn con khác vô, bốn con khác vô. Ra, rồi, ra, hai con khác vô. Vô, đẹp. Chưa có cái màu mà cô nó vô đây, hai này qua đây nè. Trang phục áo dạ thôi. Và thưa quý vị, một tràng vỗ tay chào đón.
em là anh chịu không nổi em cởi bớt một cái áo rồi. Từ đây đến đêm khuya là từ từ em sẽ cởi bớt từ từ. Đúng không chị? Hết show là coi như trên thân em không còn một cái gì nữa. Quý vị nhớ 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 chiều pin nha. Đừng có hết pin nha. Xin quý vị giúp cho Hoài Tâm một lần nữa một tràng vỗ tay thật lớn cho 28 người đẹp của chúng ta đến từ khắp mọi nơi. Trong lúc làm lễ gala vinh danh những người đẹp thì chúng tôi rất là vui và cũng như là đại diện cho trung tâm mưa rừng cũng như là bầu show Bích Tuyền giới thiệu với quý vị ba người đẹp đoạt giải cao nhất trong năm vừa qua trong những cái cuộc thi mà những người đẹp đã đi thi ở khắp mọi miền trên đất nước. Thì đây chúng tôi xin giới thiệu với quý vị người đẹp đầu tiên. Xin quý vị một tràng vỗ tay chào đón cho Võ Ái Xuân, cô đoạt được giải Hoa hậu áo dài và Hoa hậu tài năng tại Thái Lan năm 2020. Xin mời một tràng vỗ tay chào đón Hoa hậu Võ Ái Xuân. Hoa hậu áo dài nha quý vị. Và tài thật lớn cho nữ hoàng Indiana Cao Khả My. Ambassador cũng là hoa hậu danh nhân luôn. Xin mời một tràng vỗ tay cho Hoa hậu Hiền Mai. Mai đến từ Indiana. Xin mời anh Đức đại diện trao trophy của mình. Và cảm ơn quý vị đã chiêm ngưỡng ba dung nhan rất là mỹ miều, rất là dễ thương đúng không quý vị? Còn 25 người nữa từ từ em giới thiệu ra rồi quý vị sẽ có cơ hội để ngắm. Dạ. Say đắp luôn, em nãy giờ vô trong kia là em xỉu lên xỉu xuống mấy lần luôn. Dạ, đẹp quá em xỉu. Bây giờ quý vị, bây giờ mình thay đổi không khí tí xíu nha quý vị. Dạ, thật sự ra hôm nay thì trung tâm mưa rừng và cũng như là sân khấu ở Soul Snowami này, khán giả Seattle xin giúp chúng tôi lắng đọng lại chút xíu, ngồi trong ghế để chuẩn bị thưởng thức một tiết mục rất là đặc biệt. Tại vì đây là lần đầu tiên anh xuất hiện, một người Mỹ nói tiếng Mỹ hát tiếng Việt, nói tiếng Mỹ và hát tiếng Việt, và hát rất hay, hát rất tình cảm, rất tha thiết. Tại vì sao? Vì anh là khách hàng quen thuộc của quán Hương Tri Ngôn ăn mắm ruốc xào thịt. Vậy là ăn mắm ruốc là nói ăn mắm ruốc và mắm của quán Hương, và cho nên là cái giọng hát tiếng Việt nó rất là đậm đà. Xin quý vị giúp chúng tôi một tràng vỗ tay thật lớn, thật kêu để chào đón tiếng hát lần đầu tiên đến với Seattle, đến với Snowami Casino, Mr. Gerard Williams. Bao giờ mới hiểu anh yêu em, dù chưa nói nên lời. Ta đang trong nhau yêu thương muôn màu của tình đẹp trai hối anh. Khi xưa đôi ta bé ta chơi, đôi ta chơi bắn súng khai khai. Chơi cô mang đi bắt quân gian, hiên ngang anh giơ súng ngay tim.
anh vẫn nghe tim. Em ngã trên sân bên bên, tiếng súng khi xưa bên bên. Ta sẽ không quên bao giờ. Dạ, em hoa hậu của Seattle xin kính chào tất cả quý khán giả của Seattle. Wow, Seattle là người đẹp nhiều nhất đó, thích lắm. Sau đây là một bài hát mà Đăng Nguyên muốn tặng cho tất cả quý vị có mặt trong buổi tối hôm nay. Quý vị là người yêu của Đăng Nguyên, nên vì Đăng Nguyên tặng cho quý vị bài hát được mang tựa đề Nhớ Người Yêu. Xin quý vị thưởng thức sau. Thức tròn đêm nay để nhớ thương em, anh nghe tình yêu nhắc nhớ em đêm. Còn coi như là về. Wow, Vũ Trung ơi, Trung rộng quá, hấp dẫn quá. Bé này được không? Quang biết biết cắt hơn Quang. Ờ, vậy dữ vậy má. Cắt cho anh. Lưới Tùng Quang. Vậy được. À, anh tưởng anh cắt anh. Anh cắt bị như miếng chả lụa vậy đó. Ừ. Vậy hả? Giống miếng chả lụa luôn. Cắt cho anh. Anh cắt anh à. Hôm qua hẹn lẩu chai xuất sắc hẹn qua luôn. Dạ. Qua hôm ăn lẩu chai chả cá rồi. Tùng được cái là biết nấu đồ ăn ngon lắm. Còn Tùng nấu là Tùng nấu xuất sắc. Hôm đó có qua nhà em ăn mà. Có hả? Có. Có gì vậy? Ăn chà. Ờ, ăn chai. Ăn chai. Có mì chai, mì mặn. Rồi, đây là mì whipped cream nhưng mà thật sự... lấy ra thôi. Lấy cái này, dạ. Lấy cái này ra thôi. Lấy cái này ra thôi. Không, em nướng này. Ồ, dạ, cái này có nướng, dầu hả? Trung đậm đang quá à. Ủa, em đi chợ hả Trung? Dạ. Wow, giỏi quá vậy. Trời ơi, lâu lắm rồi mới gặp anh. Bữa cái gì mà show của Winifred á. Sao Trung em không có ra được. Không cho anh làm show luôn, em phải giấu luôn, anh có ông cậu đá banh á, khen em. Khen em nói trời ơi, đá còn giỏi hơn tụi mà đi học mà nó học trường lớp đá banh. Có, ông cậu anh ở đây nè. Mà ông nói là em đá mà này tăng tốc á, tăng tốc nhanh hơn tụi mà tụi Mỹ con ở đây nữa. Hả? Ừ. Thank you. Ừ. Đừng làm em no đó. No hả? Anh nói để cho em no mà. Em đi Winifred 9 năm trước rồi anh, em ngừng hoạt động 9 năm rồi. Em đúng mới rồi. Dẫn cùng em tour được 2 năm. Sao rồi vậy? Ừ. Thôi cậu. Thôi cậu với Tùng Quang ăn lén, ăn dụng. Đợi anh Dũng đang nguyên nè. Đợi chờ là hạnh phúc. Ừ. Đợi chờ là hạnh phúc. Chưa ăn gì hết trơn á. Mới thấy em ăn dụng mà. Một phút thôi. Chúng ta biết nhau từ thời đó cơ. Không phải cái thời đó là có cua hả? Thời đó là đàn ông. Đó nó chung là tóc hai mái vậy nè. Tóc hai mái đó. Let's say chở chị đi ăn. Ta chị quê phải không? Chẳng phải đứa nít. 7-8 đứa nít luôn. Vui lắm. Gì vậy chưa gì á, ăn thịt nhiều ý vô Nguyên đây. Ừ. Ăn thịt mới nói banh được chứ. Sao thấy nóng vậy? Mà nói với em đâu có đi học hả? Mê thôi gì, phải mê. Để nếu người nào muốn ăn ăn gì là dạ em ăn chay với anh. Ăn chay hả? Ăn trai đó. Ăn trai hả? Em ăn chay nhưng em vẫn ngủ mặn. Trời ơi, nãy em xin cái cúc mà hoa hậu duyên dáng dễ sợ luôn á. Ngồi dưới mà coi mà cười. Em ăn chay vậy hả? Dạ. Hello. Vậy như vậy mình mới mau thành đắc đạo gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng. Thật sự ông quỷ ông Trung này nè, bữa giờ ăn em ăn 3 tuần lại chưa có bị da, chưa có bị chảy nước miếng. Hồi nãy nhìn cái này của ông Trung bây giờ chảy nước miếng mẹ nó. Trời ơi, chảy nước miếng. Thì đó, hôm bữa giờ không có bị không có bị nhưng mà thiệt Trung. Em làm này xong xuôi nãy giờ bị chảy nước miếng. Trung nào, không có được ăn nhưng mà biết chảy nước miếng thôi. Có lỗi. Ai gì đặc biệt. Hấp dẫn quá đi. Cái này là chén nào? Chén dầu mì sợi.
Ở nào lấy gì lửa? Chung bán giùm anh tô chung. Dạ, chờ chờ chút để làm. Ừ. Ủa? Anh bên đây à? Ờ, anh đây. Khác có bạn nữa. Hoa hậu ơi. Ăn xong rồi nhớ đi tự cho còn số tốt về với Bích Tuyền nha. Tại vì dạ, tại vì qua qua là ăn chung với Đăng Nguyên không quan trọng. Chủ yếu là ăn chung với là Đồng Tài. Tại vì với là chị Bích Tuyền. Tại vì nếu mà không ăn chung với hai người này là mai mốt mình không có cơ hội làm show nữa. Nhưng mà xin giới thiệu quý vị nha, mai mốt mà ai mà sức Red Bull lên đây ủng hộ nha. Là tại vì sắp sửa mua đất cái công ty này rồi. Xin rồi. Anh đang qua livestream anh Lộc. Anh đang livestream anh Lộc. Dạ đây. Dạ thưa dưới giới thiệu. Dạ nếu quý vị nào mà thích Red Bull là nước mắm Red Bull nha, quý vị chuẩn bị nha, là em chuẩn bị làm gương mặt đại diện cho cái hãng nước mắm Red Bull Bích là dạ, tại vì tại này ở San Jose và được nữ doanh nhân Bích Tuyền vừa mua đứt lại cái công ty này, và gương mặt đại diện không ai khác hơn của Red Bull đó là Hoài Quang. Rất là hợp với dáng em. Dạ dạ vậy này. Mặc dù em đang ăn chay nhưng em kính thưa quý vị dạ, nước mắm Red Bull dạ rất đậm đà hương vị Việt Nam. Red Bull USA hả chị? Dạ dạ. Red Bull quan trọng là mắm, nước mắm này cá được nuôi ở Mỹ và sản cá cơm ở Oregon và dạ, sản xuất tại Mỹ, làm tại Mỹ rất là ngon. Quý vị hãy tin tưởng quay tâm, hãy thử nước mắm Red Bull của nữ doanh nhân Bích Tuyền. Dạ.